là con Ronson đít xoay nha mình, con này là con phong cao nha. Rất là nhảy lửa ha, để em so với gói thuốc cho mình dễ hình dung. Đây kích cỡ của nó so với gói thuốc, nó nhỏ nhưng mà nó cao, chứ nó không phải mập lùn. Nó nhỏ nhưng mà nó cao, thấy không? Nó cao bằng 2 phần gói thuốc. Nó nhỏ nhưng mà cao. Đít nó xoay được nha. Đít nó xoay vậy tiện cho mấy anh châm xăng ha. Đây. Rất là tiện luôn. Nhưng mà nó giữ xăng lâu lắm, nó còn nguyên cái đít đỏ của nó luôn nè. Đó, xanh ha. Xoay ha. Nhưng mà nó giữ xăng rất là lâu, tại sao nó thiết kế? Đây, nó thiết kế ở đây. Có một cái rãnh, có một rãnh gài ha, khi mình gài lại thì cái rãnh nó kêu cái chắc đó, nó hít vô cho nên nó rất là bót, tình trạng nó còn rất là đẹp ha, tình trạng có thể soi gương nặng mụn được luôn, tình trạng rất là đẹp luôn ha, tình trạng có thể soi gương nặng mụn được luôn, rất là đẹp đẹp luôn, mình long lanh ha. Hôm cao nói chung là mấy anh cầm trên tay cảm giác nó rất là thuận tay luôn, rất là thuận tay luôn á ha, đã lắm.